Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn với Hòa Bình. Hòa Bình là biển hai mấy nhỉ bạn nhỉ? 28 luôn, 28 Hòa Bình anh em nhé. Hôm nay mình đang có mặt ở đây, đang có mặt ở một cái chợ cũng khá là nhiều tôm cua cá. Thì hôm nay mình đi chợ để quay cho các bạn xem trong chợ này có cái gì, cá có những loại gì. Và đặc biệt hôm nay là mình sẽ có một món, có một loại cá mà đang mùa này cực kỳ ngon. Rất nhiều khán giả Sapa TV bảo anh Hải ơi, anh nên quay cái món cá này review cho mọi người đi. Ok, này let's go, đưa các bạn đi nha. Đây măng này cho cháu nhờ chút. Này như là đi xe mô tô đúng không? Dạ. Hay hay ăn thực phẩm Tây Bắc đúng không? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xem là YouTube của bạn trước. Đây là hến. Anh chồng hay làm từ thiện ăn ở trên các vùng cao. Vâng, tôm cua cá này. Nhìn thấy quen quen à? Đây là rau sáng này đúng không? Chuyên về làm về ẩm thực cao, ẩm thực cao. Cái rau này bán như nào đây? Rau đấy bán 15.000 mớ, lấy 25.000 hai mớ. Rau gọi là rau sáng à? Về làm món gì? Hỏi đây, ông chủ đây. Bếp trưởng làm món gì nhỉ? Quá ngon luôn. Canh rau sáng thịt băm. Canh rau sáng nấu thịt băm à? Cùng với măng được. Ok, hay quá. Rau ngọt, rau mình tính thôi. Rồi, tí rồi lấy cho mấy mớ. Mấy mớ thì nhặt cho em mấy mớ đi. Đây, tôi cho cái loại này đặc sản hơn, non hơn. Được. Đây là phần đấy nhá, nhưng mà cái loại này này. Đấy, thấy chưa? Ui giời ơi. Hàng này. Hàng bà chủ đây là sao nào? Hàng thừa. Hàng thừa, hàng thừa đấy đây các bạn. Hàng này non hơn. Nó già hơn nhưng mà tớ để phần cho ấy đấy, nhưng mà tớ để cho cậu. Vì xem Sapa TV nên là để lại cho đúng không? Ok, quá hay. Có 8 mớ lấy cả nhá. Ok ok. Thì mang lên ạ. Thôi thôi, để đây tí mình quay lấy. Vâng, chào chú nhá. Ui cái đùi thịt con gì đây à chị? Nai. Hả? Nai à? Nai nuôi. Nai nuôi à? Ui dồi. To thế nhỉ? Con này phải mấy tạ ấy chị? 3 tạ. 3 tạ à? Thế nai nuôi này thì bán đi nào? 140 một cân. 140 một cân à? Nhưng mà đây là phải nói rõ với các bạn, đây là nai nuôi các bạn nhé. Nai nuôi thì bày bán ở đây thôi, chứ còn nếu mà hoang dã thì là không bày bán như này được. Đây cái này là thái sẵn rồi chị. Về gì được? Xào nhỉ? Món này xào ngon đúng không? Nấu lá lồm. Nấu lá gì? Lá lồm. Nai thịt nai nấu lá lồm á? Cũng được đấy nhỉ. Thế rồi tí nữa xào, qua đây. Xào ớt gì đấy. Xào xào ớt nấu lá lồm đúng không? Ok. Tí nữa qua đây sẽ mua một chút thịt nai về để làm món nó. Thịt nai nấu lá lồm. Ok. Chị vẫn còn bán ở đây đúng không? Tí em quay ra nhá. Giờ có mua thì cũng không cầm được. Vâng. Bây giờ mình đi chợ là tầm khoảng 9 giờ hơn rồi các bạn ạ. Giờ xong rồi đi làm món trưa. Đâu cá gì đây? Chào cô nhá. Sapa TV. Ai biết cả Sapa TV à? Thế là à? Khách sạn chơi nhá. Ok. Món này là món cá ngần đấy các bạn ạ. Chưa thì biết là họ bán được cái này, mua bán lại. Cá ngần này bán như nào hả cô? 180 một cân. Ôi không. Thế món này là bán làm món gì ngon cô nhỉ? Tráng trứng nấu canh chua. Hay là chiên giòn. Thế à? Ok. Hôm nay mình sẽ bởi vì chỉ có món cá ngần này là đặc sản trên Hòa Bình đấy các bạn ạ. Này sẽ chế biến món này. Đấy kìa, ở trên này bên này cũng bán cá ngần này. 200 này. Trắng trắng hay là cá ngần? Chú mua cá ngần à chú? Rồi mình đi vào quay trong này một chút để xem có những món gì, sau tí quay ra thì sẽ lấy. Vâng. Anh này về đây à? Hello, chào anh em nhá. Đây là cá lăng à? Lăng mới ngạnh không? Đây là trạch. Trạch chấu ơi. Đây. Em ơi, cá ngạnh đâu? Đây, cá ngạnh đây ạ. Không phải toàn cá ngạnh hết đây ạ. Cá ngạnh, cá lăng, quả hàng sông. Cá ngạnh nấu với canh chua ngon nhỉ? Vâng. Nấu rau sắn. Thế là bắt cá ngạnh nấu rau sắn bạn ạ. Hay là cá ngạnh nấu canh chua? Ô mẻ, ô mẻ à? Ô mẻ, đây á?
Đây toàn ngạnh hết này các bạn này. Loại này là loại ngon. Con này bao cân em? Đấy, tí chơi con này. Chờ tí quay ra sẽ múc con này luôn các bạn ạ. Con này là hàng hiếm. Quá hiếm luôn. Hàng này là hàng tự nhiên đúng không? Hôm nay đi cùng mình là ông chủ nhà hàng Gia Hân các bạn ạ. Bạn là có mấy cái nhà hàng tất cả nhỉ? Mình có 2 bạn ơi. À đây à, đấy. Còn nhiều lắm. Toàn những chạch chấu rồi. Chạch chấu thì làm món gì đúng ngon? Đúng rồi, nướng rừng mẻ. Ok, thế thì làm cái chạch chấu nướng rừng mẻ. Con cá ai nấu canh. Đấy. Bạn bên bạn có mấy người nhỉ? Anh nướng lên xong có bia thì hết luôn. Hết nức luôn đúng không? Ok. Từ này đi vào chỗ này quay xem còn cái gì hay hay nữa không? Xong rồi tí sẽ quay ra để chốt. Đây là làm chả cá đúng không? Chả cá phèn này. Này, cá này là cá gì đây? Cái này là cá gì đây hả chị? Trôi à? À, trôi sông. Đây. Giống trên Lào Cai phải không? Giống trên TV à? Không, phải không anh, phải không? Không, chị nhìn đi, giống thôi, không phải em đâu. Đây là tôm sông Đà đây nhỉ. Tôm sông là cực ngon luôn. Vâng, vâng. Này chạch. Đây chạch đồng. Ừ. Chạch đồng. Chạch đồng cũng là tôi. Đây là cá dập đất à? Cá đi đánh ấy là nhiều. Đây là cá anh Vũ, cá này chiên lên này xong rồi quấn đã lốt cô nhỉ. Ngon lắm. Gọi là cá dầm xanh đúng không? Dập đất. Tiếp tục đi khám phá vào quanh chợ. Đây là rau rất tươi. Chào cô nhé. Bồ công anh à? Bồ công anh là món gì đây ạ? Dạ? Ăn nó tốt à? Ừ, nhưng mà nó tốt cái gì? Ôi. Bao luôn. Giải xong ạ. Xin chào nhá. Hello. Chấm đen, chấm người đẹp. Ui, cái cá này là cá gì đấy ạ? Cá chày. Hôm nay không mua là không cho cái đỏ đấy. Cá chày à? Mắt đỏ là cá chày, đỏ. Nó đỏ như cá chày, hiểu chưa? À. Mắt đỏ như cá chày. Cá chay là món gì ngon chị nhỉ? Kho ăn cả xương. Cái loại này nhiều xương không? Đây phải kho ăn cả xương mới ngon. À, người đẹp. Cá gì đây? Cá ngần à? Mua mới cho quay à? Ok, thế tôi không quay nữa. Vâng. Nói vui các chị ở chợ thì nhà mình thì quen. Vâng, chấm đen à? Ok bạn, ngon đấy. À. Vâng, con chào cô. Ở trong kia là cá gì không? Cá lăng. Vâng, chào. Vâng, chào ông bà nhá. Vâng, chào anh. Dạ. Mai cho ta lên sóng đi. Mai cho lên sóng à? Ông đèo bà đi đâu đây? Của mày à, chợ đường đất đây. Rồi. Chỗ mà nướng lợn đây đúng không? Vâng. Bọn cá tức đống như này. Ừ. Bây giờ là đỡ rồi. Đây mới là cá bống xịn luôn này nhỉ. Yeah. Bống này mà chiên lên cuốn lá lốt thì cũng phải gọi là tuyệt phẩm. Thì lấy 5 lạng đi. 5 lạng, 50.000. À, mới đi du lịch Đà Lạt về sao đây? Có quả mũ Đà Lạt này ăn đấy. Mới đi.
Mới đi à? À. Cả chẳng có một tiếng chăm bằng gì. Không, tối về xem nhà không có tiếng thì chăm bằng gì. Đây, đây, tiền lẻ đây bạn ơi. Đây, bạn đi quay đi. Anh thích ăn tôm cua cá mà. Em bán thịt rẻ đấy, không để anh quay phim nào. Em có, bán rẻ đâu. Chỉ cần anh quay mà em bán đắt hàng kiểu gì cũng rẻ. Ok, rồi, nhớ nhá. Vâng. Vâng, chào chào chú ạ. Em ơi, con cá ngạnh to đâu rồi? Đây, đây, đây. Anh Hai là mười mấy em? Con này là 250 ạ. Còn loại 1 cân này là 200 này. Còn cái loại bé hơn là 18. Rồi anh tính con to nhất đi. Đâu rồi, xe nào? Mẹ em đổ cho anh hay sao này? Ở đâu, tí chở lên cho anh nhá. Chở lên cho anh nhá. Đây ạ, anh lấy 1 con này thôi ạ. Ờ, lấy 1 con để ăn trưa nay đâu bạn rơi lên tôi xe nào. Cẩn thận nhá, không nó đánh phát là thủng tay luôn. Trước cho anh em mình đi câu các bạn ạ, không câu được con khá là to. Ui. Khỏe lắm. Thôi được rồi, để anh cuốn thịt, anh cuốn mỏng. Đúng rồi. Ai biết. Em hay xem trang mà. À, suốt ngày xem à, thích không? Thích anh ăn rồi, cầm thịt ăn kìa. Đéo phải nhá. Lại còn ăn lắm cơ nhá. Ăn thì còn đớp, đớp là còn đớp nhiều đúng không? Ăn thì phải ăn món ngon chứ. Thôi được rồi, vâng. Bánh cuốn thì nó không đủ đô. Ra làm ít thịt thịt nai các bạn ạ. Về xào với lá lồm. Thế nào xào ngon em? Em thấy ăn cái này ngon. Đây à? Là mông à? Cái đùi gì đúng không? Anh Hải đẹp trai. Mày biết anh nào? Chào cô nhá. Đâu? Thế hay là lấy cái bắp này về xào ngon hơn không? À, em muốn được rồi, em xem cái nào. Anh lấy nhiều không? 5 lạng. 5 lạng. 5 lạng một đĩa là vừa đẹp. 5 lạng một đĩa là cốt hơi cao. Đây là kiểu anh em đi làm thì mới như này thôi các bạn ạ. Chứ bán hàng mà bán một đĩa như này là lỗ chồng vó. Vâng. Bây giờ 6 lạng mất rồi. Rồi, ok. 79 nghìn. Rồi, được. Tôi cho em 75 nghìn. Nói nữa 70 nghìn. Kinh nhỉ, lại còn được giảm mấy nghìn cơ. Để còn được xem video của anh. Rồi, nhất trí. Ngon nhỉ, cái đùi to. Rồi, cảm ơn em nhé. Món này là chốt lại là xào mấy cái gì em? À, xào lá lồn. Chính cái xào nó phải có tí bì này ăn ngon này. Giòn 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 giòn. Có độ non lắm. Non đúng không? Dạ. Bây giờ ấy mà em mà nhiều quá nó chua á. Có cho vào. Quả này gọi là quả gì? Nắc nẻ à? Lạc lè à? Rồi Phú Thọ lại gọi là nặc này. Quê em gọi quả này quả nặc này đấy. Này đích thân bà chủ đạo diễn món chả cá ngần ạ. À? Cá ngần. Đấy, cái món này nó khó nhá. Nguyên liệu là gồm thịt băm này. À, trứng gà ta, hành thì là và hành thử băm nhỏ. À. Thịt là mình phải chọn là phải thịt là phải có một ít mỡ. À, thịt là phải kiểu dạng lạc vai ấy, đúng không? Vai tròn. Thì nó sẽ ngon. Món này là món không phải là các bạn đến thời điểm nào Hòa Bình thì cũng được ăn. Món này là kiểu nó dạng kiểu theo mùa ấy đúng không? Đúng ạ. Mùa này mới có nhỉ. Yeah. Các
Cái này, cái cá này thì thường thường là nó vào tháng mấy thì có em? Cá này là tầm là bắt đầu từ đồng tháng 4 ạ. Tháng 4 là sẽ có cá ngần. Vào hè bắt đầu có đúng không? Cái này họ đánh bắt kiểu gì? À đánh lưới thôi đúng không? Cũng là kiểu lưới. Qua. À, rồi đổ cá ngần mà. Cá ngần thì mình phải cho lượng vừa phải. Với cả trứng và thịt, nếu mà nhiều quá là nó sẽ bị khô ạ. À, nhiều quá nó sẽ khô. Ừ, không ngon. Này nó không có xương mà nó nên là nó rất là mềm. Mới đầu anh nghĩ là phải xay ra nhưng không cần đúng không? Không phải xay ạ. Ngoài làm món chả này ra thì cá ngần này còn làm thêm món gì không em? Cá ngần mình còn làm được canh và đúc thịt nữa ạ. Và cá ngần chiên lá lốt cũng rất là ngon ạ. Nay mình có món cá bống chiên rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Chả cá ngần. Món ăn mà mình rất là mong chờ anh em ạ. Cái này là nghe ông chủ bảo là mỡ là phải mỡ lợn đúng không? Vâng. Nó mới thơm. Mỡ là phải mỡ lợn đen các bạn ạ. Khi nghe bạn đổ lợn liên tục. Ừ. Sapa. Vâng. Sapa TV. Hôm nay gặp con mè sông nhà hàng. À? Tí nữa cho anh đi hỏi luôn nhá. Gọi vâng. Cá mè. Chính cá mè ăn mới ngon thơm dai. Biết làm thì nó sẽ không bao giờ tanh. À thế à, anh xem YouTube của em à. Hàng Hải đúng không? Vâng. Sao bạn dạ. Nhưng mà mình lên toàn ở Lạng Sơn cái gì Lào Cai chứ không ấy nhỉ? Đúng chuẩn đấy nhỉ? Đúng. Vâng. Lên đấy vào nhà hàng khác thì vì xem ở trên đấy thì hay vâng. Là ngon lắm. Có cá mè à, đúng không ạ? Cá mè đây. Đây cá đây ạ. Vâng. Cá này mấy cân anh? To nhỉ. Con này hơn 5 cân. Và anh của ơi. Cái này làm giỏi nha. Em ăn đâu thì anh chia cho em một đĩa. Giữ nằm nhá, giữ nằm nhá. Vì làm đồ thì em nhá. Nếu mà làm gỏi thì ngon làm cá mè đấy. Cá mè với cá dầm xanh, được cá dầm. Dưới Quang Sơn đấy, dưới Vĩnh Đức đấy. Ra đấy toàn ăn cá mè đấy. Anh xem nào. Cái món nầm này thì làm món gì bạn? Nầm thì mình trong cá mè thì ngon nhất là phần nầm để làm gỏi. Phần nầm lại làm gỏi à? Đúng rồi, từ đây xuống. Dựa thờ thế đúng không? Ngon đấy, nha. Thịt này có khi nó còn dai hơn cả thịt. Dày dày thì ăn nó mới sướng. Đúng kiểu style Sapa TV. Nói chung là cái này cứ phải gọi thái dày dày anh em ạ. Ăn nó mới ngập mồm. Nầm này là giòn nhất đây này nhờ. Dày lên, dày lên. Đấy, tầm đấy đẹp đấy. Cái này là để cái đồ mạ để làm món gỏi đúng chị? Vâng. Trộn. Lớp này là mình lớp ấy. Ừ. Sẽ quay chia sẻ với các bạn là đích thân bà chủ ra tay. Bây giờ là bóp mò thính đi đúng không em? Dạ vâng ạ, bây giờ mình sẽ phải cho cá vào. Cho cá một cái âu khô sạch. Cá rất tươi. Sau đó đây là gia vị em đã chuẩn bị trước ạ. Cùng với tỏi ta, xả, băm nhỏ và có một chanh ạ. Tùy theo khách ăn là muốn có nhiều độ cay hay ít thì mình cho anh cay cay đi. Vâng ạ.
cứ cay thoải mái đi. Mình phải bóp để cho tỏi và xả ớt phải ngấm vào cá. Ngấm vào cá. Thế này có lẽ là quan trọng nhất là thính đúng không? Dạ, vâng. Hay là mà bát nước chấm của món này? Cái này thì là đặc trưng là phải có mùi thơm của thính và cái thơm đó để chẻo đấy ạ. Ừ, chẻo phải à? Có, vâng ạ. Chẻo để chấm cá này. Thì là bóp này mình sẽ phải để tầm 1 đến 2 phút ạ, để cho nó ngấm gia vị vào. Dạ vâng, sau khi ngấm gia vị mình mới cho thính vào ạ. Rồi, ok. 2 phút thì bắt cho thính ạ. Ừ, thính này là thính ngô, thính này là ngô và gạo nếp ạ. À, ngô với gạo nếp. Vâng, nhưng mà thính là mình không được xay nhuyễn quá anh ạ. Phải xay và có độ sật sật ạ. À. Cho từng ít bột anh ạ. Bột thính để cho nó bám vào cá. Chứ mình cho nhiều quá nó bết vào nó khó. Dạ vâng ạ, cho nhiều quá nó sẽ bết vào. Thường thường các ông bà chủ nhà hàng nấu ăn rất ngon, trừ mình thôi các bạn ạ. Mình thì đặc biệt là không biết nấu ăn ngon nhưng mà biết ăn ngon. Ê này. Thường thính như này là vừa đủ ạ. Vừa đủ. Tất cả các miếng cá đã được bám. Nó để tính vào thì nó mới có độ thơm ạ. Dạ đây ạ. Giờ bắt đầu bày ra mẹt đúng không? À, em để co cái mẹt này khá là đẹp nhỉ. Gọi cá mè theo phong cách Hòa Bình. Hòa Bình City. Hòa Bình này đã số nhiều người Mường em nhỉ? Dạ vâng ạ. Ừ. Nướng nướng than hoa đúng không? Than hoa và mình trộn qua một chút gia vị ạ. Ở đây là có ớt. À mình sau khi nướng than hoa xong mình trộn thêm gia vị nữa rồi đúng không? Dạ. Đấy cái càng nó to nhỉ? Đây ạ. Càng tôm sông mới có những càng to như này đấy ạ. Chất lượng. Ừ. Tôm này không thể phách được. Biết. Đây là món chả cá ngần ạ. Ờ. Cái lá nốt và cá. Đứng cạnh đã ngửi mùi thơm của món chả cá ngần. Đây là món cá bống chiên lá lốt ạ. Ừ. Còn nước thắng đây rồi. Cá bống hôm nay mình với là ông chủ đi chợ các bạn ạ. Bống này nhỏ nhỏ này mới là ngon này. Cho nên cái này còn phải này các bạn ạ. Này này tươi. Không được anh ạ. Mình thưởng thức khá nhiều cái món nai xào, nhưng mà nai xào mà lá lùm như này thì đây có lẽ là lần đầu tiên. Là món rau sắn huyền thoại, nấu với lại là cá sông. Đến Hòa Bình mà không ăn cá sông thì không phải đến Hòa Bình anh em ạ. Mà nấu theo kiểu dân dã nhất ấy, nấu theo kiểu là đồng bào ở trên này. Thì các nhà hàng ở trên này là nấu theo kiểu mà của người dân bản địa ở đây. Đấy, nấu cá sông, nấu với lại rau sắn.
ngon nhá. Nay lại còn xào với lá lồm, nhiều nơi thì gọi là lá rang. Đấy, nhiều nơi gọi là lá lồm. Nên là ở đâu thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn là cái món này thì là sẽ là món rất là đặc biệt. Quá ngon luôn. Cái này là quả gì đây em? Hoa gì đây? Đây là củ cải ạ. Củ cải có ăn được không? Dạ. Ăn được đúng không? Dạ vâng. Nhưng cái này ăn được nhưng mà mình bày sẽ đẹp ạ. Và anh để cho nó đẹp thôi, anh đừng có ăn đúng không? Dạ vâng ạ. Ok, anh cảm ơn. Anh em đâu? Lên đâu? Đây giới thiệu với cả nhà là hôm nay là món chẻo. Để chấm mẹ là món cá, gỏi cá các bạn ạ. Gỏi cá mè. Cái này là cái món giống như của mình ăn hôm qua em. Đấy. Ừ. Nhưng mà ở đây là họ làm bằng cái bếp này nên là rất nóng. Cẩn thận đừng chạm vào đây nhé. Đây các bạn ạ, hôm nay xin phép trịnh trọng giới thiệu với các bạn. Đây là một bữa ăn mang đậm bản sắc vùng cao phía Tây Bắc. Hôm nay mình rất vui khi được tiếp hai khách quý các bạn ạ. Nếu anh em có theo dõi kênh Sapa TV thì cũng biết đây giới thiệu với cả nhà. Đây là bạn Phan Diễm. Bạn Diễm này là kênh Phạm Dũng, còn bạn Cao Nam Men thì đang là Phạm Dũng các bạn ạ. Còn giới thiệu với tất cả mọi người, đây là em Tiên. Cẩm Tiên TV. Một bà chủ ngày xưa có một quán ốc khá là nổi tiếng ở Sài Gòn. Với một phong cách cực kỳ gọi là sexy lady sexy. Tiên là huấn luyện viên thể hình nhé. Huấn luyện viên hình. Thế nào em huấn luyện cho anh Phát được không? Nếu mà anh có thời gian. Em huấn luyện cho anh cái bụng này nó eo lại một tí là TV ok. Là rất là bận rộn đấy cả nhà. Nhưng mà cũng dành thời gian để tiếp đón Cẩm Tiên cũng như là tiếp đón anh Dũng và chị Diễm. Em ơi, nhưng mà bây giờ có một vấn đề là đồ ăn là mình phải ăn thật nóng. Nhanh, ăn nóng thì nó mới ngon. Đấy. Con cá to luôn. Đây là một con cá gọi là cái gì vậy anh hả? Cá ngạnh. Cá ngạnh om với lại là rau sắn các bạn ạ. Đấy. Đây là cá sông đâm ra là hàng thiên nhiên hả anh? Natural. Thấy không? Đây là rau sắn đặc sản quê anh này. Phú Thọ nhiều sắn, cá sông Đà. Đấy, ở đây là có thủy điện Hòa Bình các bạn ạ. Là cá sông rất là nhiều. Thôi giờ mời anh em đi nhỉ. Dạ. Bạn ơi cho tôi em ơi cho anh mấy cốc bia hơi đi. Vâng ạ. Bia hơi cho mát nhá. Thực ra cái này thì uống rượu thì nó hợp lý, nhưng mà mình thấy bia hơi là cũng ok luôn. Cái này là cá trộn thính hả anh? À đúng rồi, đây. Đây là món là cá này là chưa có chín đúng không chị? À cá này là cá sống nguyên em ạ. Dạ. Sống nguyên đấy. Vừa làm với lại là thính này. Thôi bây giờ mình dùng luôn em ơi. Dạ. Cái này là mình cả nhà. Mình sẽ chấm trực tiếp vào đây này. Dạ. Đây bà Dung cho nó cận cận vào đây một tí. Mình chấm thẳng vào đây luôn. Hoặc là mình múc cái này ra bát cũng được. Dạ. Nhưng mà chấm vào đây thì nó rồi. Cái độ sánh thì nó ấy hơn. Đây, mời cả nhà đi. Em ơi ăn đi. Em xin phép em mời cả nhà nhé. Em có ăn được cá sống không đây? Dạ đầy đủ. Em còn tưởng chấm nước tương. Rồi mời cả nhà nha. Caramel chờ xíu nha. Em cảm ơn. Cái này nó đậm đà ghê đó. Cái này là phần xương cá. Người ta nghiền ra, sau đó thì quánh với nước mẻ. Cộng với một vài gia vị đặc trưng của nhà hàng. Cái này là cái bát nước chấm này là cực kỳ quan trọng mà. Cái chấm này là quyết định thành bại của nhà hàng đấy, ngon hay không. Lên hồn, món ăn lên hồn của nhà hàng. Cảm ơn anh Hải nha, trưa nay mời hai cái team Phạm Dũng ăn bữa ăn quá đã luôn. Các em vào Sài Gòn thì mời mình đi ăn bò rát vàng các bạn ạ. Nhưng mà ở ngoài này không có cái gì rát vàng cả. Vừa làm phát nóng, quá trời nóng luôn. Nóng à? Cái thứ này nó giữ đến học anh Hải làm một miếng thịt to nhưng mà không được. Nó nóng lắm á Tiên à. Nóng lắm. Đó. Đậm sâu luôn. Với thêm miếng ớt nữa. Ăn thêm mớ nữa. Dạ đó, đây. Còn miếng ớt nữa, gọi là ăn cá vậy có thế thế. Bạn Dung ăn sau nhá. Mình là chuyên gia ăn sau rồi các bạn. Mời các em đi.
Em thấy sao? Mày em kia, miếng ngày cá đầu kia bằng cá nó béo ngày luôn á. Đấy. Cái cá này phải lại phải là lấy bụng của con cá mè. Là cái phần nầm ấy. Đấy nó mới giòn. Đúng rồi. Em thấy nó béo béo và kiểu dài dài. Ừ. Ừ. Đi em. Dạ rồi, em muốn rồi. Đây giới thiệu với các bạn, đây là món chả cá ngần. Sáng ngày trực tiếp mình được đi theo anh đầu bếp ấy, anh chủ nhà hàng đi tận nơi để mua cái này. Món gì đấy em? À rau rừng à. Ok. Rau rừng nữa. Mời cả nhà. Ngoài bị ăn ngon thì những cái món ăn kèm như rau rừng mà thứ mọi thứ nó sẽ tạo nên hương vị, nó hòa quyện với nhau á. Nghe nói là Tiên chuyển sang Thụy Điển định cư rồi đúng không? Dạ. Em thấy món ăn Tây Bắc thế nào? Em ra Tây Bắc nhiều chưa? Dạ chưa, đây lần đầu tiên em ra Tây Bắc á, và cũng rất là may mắn thì đi cùng thổ địa và đặc biệt là Sapa TV. Đây, cái món cá này ngon này. Có trứng à? Nó ngậy này. Cái này em thấy là có đánh trứng này, nên nó béo. Còn đánh trứng ngậy ngon. Rất là thơm. Mời bạn Dũng uống miếng đi nhỉ? Đúng không? Lấy phần. Không lấy phần đúng rồi, tí nữa. Tôi ăn nhanh lắm. Không nhưng mà ngon, nó ngậy ấy. Thấm miếng muối ớt. Phía trước mình là sông Đà luôn anh hả? Đúng rồi. Hồi đây em thấy cảnh đây được không? View được. Đây trời, cây cối lạn xạ lên. Anh rất thích mỗi lần anh sang đây hay vào quán này. Quán này là quán ăn. Quán này tên là gì nhỉ? Gia Hân à? Dạ, Gia Hân. Gia Hân, ở đây đây. Quán nhà hàng Gia Hân các bạn ạ. Nói chung là ở Hòa Bình này thì mình thích cái không gian mà nó thoáng mát như này. Thiên nhiên, mát mẻ. Rồi, em xin mời nha, mời anh nha. Mời chị Diễm. Giống như đang ở Hà Nội. Bia hơi Hà Nội. À, đấy bia hơi Hà Nội đấy. Ở đây bạn chủ quán bạn ấy lấy trực tiếp được nhà máy. Mà rất hiếm là ở những quán bia mà lấy được bia hơi đấy Hà Nội, bởi vì bản thân bia hơi Hà Nội họ còn chẳng cung cấp đủ cho Hà Nội. Nhưng bạn này bạn vẫn có cửa lấy được. Nói chung là tiếp tục nhỉ em nhỉ. Giới thiệu với em đây là món nai. Đây là món thịt nai xào này. Đấy, nai xào lá rang. Ở ngoài này thì hay gọi là lá lồm này. Đấy, còn ở trong kia như hay gọi là lá rang đúng không? Mời em nha. Lá rang là nó sẽ hơi chua chua đúng không anh? Trong kia đây là có lẩu gà lá rang. Đấy. Em thử ăn món em giống như nãy em tưởng thịt heo. Không, thịt này thịt nai mà. Thịt con nai ấy. Em con nai không? Con nai ngơ ngác mà bác thợ săn đấy. con nai ngơ ngác, dậm nát bác thợ săn. Ngon. Bùi nó giòn. Thịt nó hơm, hơi chua chua nó dễ ăn lắm. Dạ. Da giòn giống như heo rừng. Ừ, đúng không? Cái da nó giòn. Mình đi hồi xíu anh Dũng sẽ thử cái món này, rất là ngon luôn, làm chua chua. Đây để anh lấy cho mấy đứa ít rau rừng. Ừ. Cái món này ăn với lại là cái món chéo. Dạ, em xin. Chẩm. Người ta hay gọi là chẩm, thôi mình ăn kèm với cả thịt này này. Có hai cách ăn cái món này các bạn nhé. Đây. Dạ. Em đây. Đấy, em cho chút này xong em cho ăn bao nhiêu cá thì em cho vào. Dạ rồi, cho mình trộn lên đúng không? Đúng rồi, xong mình trộn đều lên. Anh cho em rau hơi nhiều. Thế à? Dạ. Tại vì chị phải không, ăn cá. Phải hạn chế cá mà. Bé này phải cho nó ăn nhiều rau. À. Cá là cho vào và đảo đúng không anh? Ừ. Đều đều lên. Nói chung là ăn ở Tây Bắc này thì mỗi một dân tộc như Mông, Dao, Tày, Giấy, Sa Phó, Mường nó lại có một kiểu ăn cái kiểu món gỏi này riêng. Đấy, có những nơi thì lại ăn kiểu khác. Dạ. Rồi, chiến nhưng em. Mà, nhưng mà giờ vì cái chất nó ngon nên ăn kiểu nào cũng thấy ngon hết cả nhà. Ôi mình duyên móc ngay được quả ớt to. Mời em đi em ăn thử cái này xem là nó có khác không. Sao? Ban đầu em bảo là ớt xương ở đâu, thế là cái nồi này nó có xương. Đúng rồi. Nhám nhám. Người dân ở đây á, khi mà họ mổ cá, họ thường là lọc cái phần này làm thịt, lấy cái xương, một là nướng,
hoặc là nếu không thì chiên lên, nó băm nhỏ ra. Đấy, băm nhỏ ra, đánh sốt. Nên khi em ăn là nó vẫn có hơi hơi cứng cứng đúng không? Em muốn chéo caramel, coi caramel thử một chút này nha. Cái ăn chung với rau này rất là hợp nha, kiểu như là nó quyện lại mới nhó. Nó giòn giòn, nó không có bị khó ăn đúng rồi. Trong đây chắc là rất là nhiều loại rau hả anh? Là nhiều loại rau rừng. Dạ. Nhưng mà món này đúng là cái bát này là đi trồng rau nữa. Về Hòa Bình này nó có món là cái gì, rau cá hoa đá đồ á, ngon. Thôi bạn Dũng nhá, con bạn đói quá tay bạn run đó. Để bảo vệ khung hình được chắc. Đây, cá kẹp rau sốt. Dạ. Ngon quá. Mình không ngờ là bạn Tiên lại thích ăn cái món này đấy. Anh thấy là nhiều người kiểu cũng ngại cái món ra cá sống này này, nhưng mà không ngờ là à. Rồi đây là bát thứ hai nha cả nhà. Tùy quan điểm là ngại là hại bao tử nên là cái nào cũng phải thử. À, ngại hại bao tử à? Cái nào cũng phải thử. Đó, đúng rồi. Nên là món ngon vật lạ trên thế giới này rất là nhiều, và đặc biệt là món Việt Nam mình thì rất là đa dạng và phong phú. Cho nên là em Tiên cũng rất là muốn trải nghiệm những cái món ngon. Gọi là mình phải thưởng thức hết, mình đi tới đâu mình phải ăn cái món đúng ở cái vùng ở đó, chứ không phải là đi đến đâu chỉ ăn cái món miền Nam không là hay không có được. Quá em ơi, tuyệt vời. Thế thì mấy hôm nữa anh sẽ mời em ăn món tôm nhảy, cá nhảy nữa nhé. Dạ, ăn luôn anh. Ăn luôn. Ăn luôn. Ăn luôn anh á? Không, ăn luôn món đó anh. À, dạ. Ăn luôn món anh, tôi tưởng ăn luôn anh, giờ hết cả mình. Rồi. Mời cả nhà nha. Thank you. Rồi, phần dít một miếng ớt nữa. Ôi, ăn được cay nữa à? Dạ, cay luôn. Tiên là chùm ăn cay á. Ngậy đúng không? Dạ. Em phải nhắn thật kỹ nhé. Nhá là kỹ nó mới có vị ngậy ấy. Em kèm cái rau này rất là ngon. Rau rừng mà. Tôm sông Đà nướng vẹ là nướng mọi ấy, nướng than hoa các bạn ạ. Là loại này sông mà to đó nha. Ôi, tôm sông mà. Cái loại này là mình ăn nhai luôn cả con hả chị? Mình nghiền hết luôn em ạ. Dạ. Bộ nghiền. Dùng bộ nghiền. Mời, xin mời cả nhà. Đây. Trước khi thử nghiệm thì ăn con nhỏ trước để tiết răng. Giòn lắm. Giòn mà ngọt, thơm. Cái này lúc nướng thì họ đã sóc qua nướng chín, bắt đầu mới sóc qua gia vị một chút. Đó, và mình ăn là vừa ăn luôn. Đúng rồi cả nhà. Rất là dễ ăn, ngon. Ngọt không? Dạ ngọt. Mà trước khi ăn thì nhai cái này trước cho an toàn nè. Nhân hơi nó đâm vô. Tổn thương sâu sắc. Với cái bộ nhái của bọn anh nghĩ là nó không có cơ hội đâm rồi ạ. Dạ. Nó lại bị nghiền nát ngay từ lúc đầu tiên. Đó mà cái con này nó thơm á. Nó nướng kiểu hơi làm hơi cháy mỏng mỏng. Cái đầu em thấy thơm. Đấy, nướng than hoa nó thế mà. Nhá này rất nhiều canxi. Cái viên nhỏ mà có vỏ rất là chắc thịt luôn nha, chứ không phải chỉ có vỏ không đó. Em ơi, đây là cá bống. Cá bống chiên là lốt. Cá bống sông Đà hả? Tất cả ở đây, cá ở đây đều là cá sông Đà. Mày hết em. Mời em. Này là lá. Lá lốt là mình chiên luôn. Em cho hết vào nhà hết. Cái này thì nó ngậy hơn. Nếu mà nói là con tôm sông với lại là con cá này thì em thích con tôm sông hơn. Em cũng có mồm biết ăn đấy nhỉ. Bạn ấy tại sao bạn ấy bảo con tôm sông nó ngon? Vì con cá này là chiên, đâm ra là nó hơi nhiều dầu, nó hơi ngậy. Tôm sông là nướng than hoa, đâm ra là bạn ấy ăn nó không có cảm giác. Ta cho cái chén này là để ăn với bún đúng không anh? Đúng rồi em. Đây là cái này ăn bún, nhưng mà tôi ăn bún, bây giờ phải ăn cái đã. Đây là món cá sông à, cực kỳ ngon luôn. À, cá om với lại là hoa chuối này. Đó. Em ơi, anh lấy. Dạ, em xin.
Cảm ơn. Lá sắn này. Đúng rồi, lá sắn. Lá sắn này là lá sắn muối chua em nhé. Đây đưa anh Đinh Đinh lấy miếng cá em ơi. Ăn là phải ăn miếng to, đúng không? Ăn to, nói lớn. Còn anh thì anh ăn để khách ăn miếng to, mình ăn miếng bé bé thôi. Đây, mời anh em. Cảm ơn anh đã cho em miếng siêu to khổng lồ. Thì mình chấm với nước mắm ha. Hôm nay Tiên rất là thích ăn cay nên là chấm vào nước mắm cay là cảm thấy nó rất là ngon. Em thử ăn em ngon được không? Nó có cái vị hơi muối chua của cái lá sắn đó mà. Chua nhẹ 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 nhẹ. Hôm trước là em đã được ăn lá sắn, em được ăn bánh sắn là đúng không? Dạ. Đấy, hôm nay là mời em ăn món rau sắn. Cá này cũng ngon. Em ăn kèm một miếng rau sắn với cá. Dạ. Nói đúng vị. Em nói với Tiên rồi. Em bảo là chuyến này em dẫn đi chơi á. Ớt. Thì đó. 5 kg đối với Tiên là cứ mỗi một miếng đồ ăn là một miếng ớt nha. Wow. Hôm nào anh sẽ mời em ăn, em ăn cay được đúng không? Dạ. Hôm nào anh mời Tiên ăn món ớt cay nhất Việt Nam. Không, cay nhất nhì thế giới luôn. Em cũng muốn thử ăn thử cái đó để test cái độ cay của mình ăn cỡ nào. Ok em. Em mà ăn được hết một quả đấy thì anh bảo em làm sư phụ. Một quả nó cỡ bự mà anh. Bé bé, bằng này không? Bằng đòn này, nhỏ hơn đòn này tí. Nhỏ. Ủa, cá này ngọt nhỉ? Ngon. Nó ngon. Cá này mà nếu mà nấu món chua cũng ngon. Thực ra cá sông thì ăn món nào nó cũng dễ ăn. Rau sắn đâu nhỉ? Đây. Quất nhiều rau sắn rồi. Là của cá luôn hả anh? Hay là bắt cá rồi? Của nó luôn đây. Tiên ơi, thử miếng nước không? Dạ. Nước chua hơn dễ ăn đó. Nước này á, dạ. Mà chan cơm ấy, hiểu. Chấm hết luôn. Cảm ơn bà chủ hôm nay. Đích thân bà chủ nhà hàng ra chế biến món rồi lại còn ra giao lưu với mọi người nữa. Rồi, mời em nhé. Dạ. Em ơi cho anh cốc bia em. Dạ, em mời chị. Dạ. Giới thiệu với em đây là hai bạn anh ở trong Sài Gòn ra. Bạn này Sài Gòn này, kênh Phạm Dũng và bạn này là Cẩm Tiên. Tận Đan Mạch về, à đâu, Thụy Điển nhầm. Mọi người đang bảo món ăn ở đây quá ngon. Cái món này có khi là em phải truyền cho anh. Đấy, anh về Sapa anh làm cái món nước chấm này. Món này là em vừa tự làm đấy. Đấy, anh thấy là em làm phát đây, em thấy mọi người ăn hết sạch luôn. Không kịp phần em luôn. Cái này là số lượng kiểu quá hạn đúng không? Đích thân bà chủ làm. Ở cho anh được cái bát đôi đũa em. Cho anh cái bát đôi đũa. Quán em là thường mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ em? Bình thường thì là mở cửa từ 8 giờ nhưng nhận khách là tới 10 rưỡi ạ. Bởi vì phải có thời gian để cho các em nhân viên là còn phải chế biến các món, xử lý các món. Thế mình bán cả ngày luôn đúng không? Bán đến hết khách thôi nhỉ? Tầm hết khách tầm 10 giờ. 10 giờ là 9 giờ là em sẽ không nhận khách nữa tại vì phải để dọn dẹp. Để anh rất thích cái không gian quán em ở đây, nó kiểu nó tự nhiên ấy, nó gần gũi với thiên nhiên, rồi có cây, có cối, có rừng, rồi có sông biển ngay trước, có sông ngay trước, sông thì gọi là biển cũng đúng vì ở đây là sông Đà là sông lớn nhất, thủy điện Hòa Bình lớn mà. Mặc dù đi ăn nhà hàng nhưng cảm giác như đang được ngồi ở nhà đúng không anh? Anh đang đúng kiểu ngồi nhà anh ấy ở ngồi trong trang trại ấy nhỉ? Bao nhiêu năm bia? 6 ạ. Rồi, thank you em. Mình uống bia thích đấy. Đấy, đưa cho bạn Dũng. Mời bạn cameraman cốc bia tươi. Rồi, cảm ơn em. Chúc em quán là luôn luôn đông khách nhá. Em có thể cho anh xin với khán giả Sapa TV xin cái số điện thoại ở quán được không nhỉ? Các bạn đến đây ăn thì đây mà mình alo trước thì được, có những cái bàn giống như thế này. Vâng ạ. Đây là số điện thoại của quán ạ. Hay quá, tuyệt vời đấy.
lần sau mình ai hỏi mình số điện thoại ở quán đây. Chuẩn luôn, nhờ cả địa chỉ đầy đủ hết đúng không? Ok, cảm ơn em. Rồi, chúc em luôn luôn đông khách nhá. Anh em mình nâng ly. À vừa nãy là anh hỏi là cái rau này là rau gì nhỉ? Quên đấy nhỉ? Rau sắng ạ. Rau sắng, rau sắng. Đấy. Mình tí anh em mình phải làm thêm bát canh rau sắng nữa. Không, cây sắn khác nhá, cây sắn khác. Sắn khác, mà sắn khác. Đó là cây cân gỗ đấy, chứ không phải là cây cây. Và cây sắn này có một đặc điểm của cái lấu canh rau sắn này là có cái vị ngọt, mình không cần phải dùng đến hạt nêm hay là cái này ở trên kia hay gọi hình như từ rau ra hết ạ. Mọi người hay gọi nó là kiểu cây giống như kiểu cây mì chính thế nào ấy. Đây mời mọi người bát canh rau sắn. Cái này mình không dám múc nhiều vì số lượng có hạn. Cái này là ăn kèm với là cơm thì tuyệt vời đấy, ngọt. À, chị chủ em về trong Nam em sẽ có cái để nói là ra đây, vào đây em đã ăn cây bột mì chính rồi. Cây này còn ngọt hơn mì chính luôn đấy. Ngày xưa em cây này ngọt lắm, em ăn thử đi. Con này đặc không có mì chính mà mình chỉ nấu bằng với cả đậu xanh với cả cho thêm ít nước mắm. Lá cảm giác giống như lá trà xanh em tin. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà gọi là cây mì chính là bột mì chính làm từ lá này. Không, bột mì chính làm từ ví dụ là đang cái nước ngon quá. Dạ. Cái nước rất là ngọt. Thấy không? Ngọt tự nhiên mà nó không bị kiểu ấy. Lá. Ngọt sâu trong họng ạ. Ăn cái lá này hay dính vào răng không? Dạ. Nhìn lúc đầu nhìn sơ tưởng giống như lá ngót nhưng mà ăn kỹ thì không phải. Dạ. Có nơi thì gọi là rau ngót rừng. Dạ em mừng lắm. Rồi sau đây có lẽ là Hải cũng xin phép kết thúc video tại đây để còn bạn Dung ăn từ nãy giờ bạn run tay lắm rồi. Nếu mà các bạn thấy thích thì hãy subscribe chia sẻ video giúp Hải. Còn các bạn khi có dịp mà qua Hòa Bình hay đến nhà hàng Gia Hân, địa chỉ đâu em nhỉ? Đường Đê Đào Giang ạ, tổ 4, phường Đồng Tiến. Số điện thoại? Điện thoại là 09728-12345. Ui rồi. Số tiến toàn phần đấy. Ok, xin thành cảm ơn. Hẹn tất cả các bạn vào những video kế tiếp nha. Bye bye.